Xin chào mọi người. Hôm nay xe máy Hoàng Anh địa chỉ số 999 đường Hồng Hà, phường Trương Dương Độ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Số điện thoại là 0905958889. Thế thì hôm nay bên cửa hàng mình lại mới về thêm một chiếc Honda Rebel 300 nữa, nâng cái tổng số xe hiện có trên cửa hàng là 6 xe. Và hiện tại thì đã có 2 xe được đặt cọc, còn lại 4 chiếc xe là vẫn đang chờ anh em đến rước về đấy ạ. Và chiếc này thì là ngày chiều tối hôm qua là mới về, và sáng nay đã được vệ sinh tổng thể các thứ và đã thay dầu máy rồi, vệ sinh lọc gió, tất cả mọi thứ rồi. Thì chiếc xe này là đăng ký tháng 11 năm 2019, biển Vĩnh Phúc. Đây, biển thành phố Vĩnh Yên, thuế 1% nha các bạn nhé. Đây, luôn luôn lúc nào public biển đàng hoàng, 88A100117, xe biển rất là đẹp, tổng 9 nước. Thì chiếc xe này đi hiện tại đã đi được 6.500 km. Đồ chơi lên thì nó rất là gọn gàng thôi, chỉ có những cái cơ bản cần thiết, đó là cái chống đổ thân này, chống đổ khung thân, và một tí gọi là có cái điểm nhấn ở cái lưới bảo vệ pha. Còn lại thì tất cả các thứ đều là zin của nhà sản xuất thôi. Thế bắt đầu mình đi từ dần xung quanh cái xe để cho các bạn xem để cảm nhận nữa. Đó, cho các bạn cảm nhận tổng thể của cái xe. Đây, phần pha đây ạ. Rất đẹp đấy ạ. Rất là đơn giản thôi nhưng mà nó cũng sẽ tạo cái điểm nhấn cho xe. Đây, mình quay tổng thể cái xe xong mình đi vào chi tiết dần nhé. Cái chiếc xe thì gần như là chạy lướt thôi, rất là mới, nó mới vô cùng luôn đấy ạ. Rồi, thế thì bây giờ mình bắt đầu đi từ đằng sau vậy. Mình đứng đằng sau, mình đi đằng sau. Đây là cái phần phía sau, nó gồm một đèn hậu và hai cái xi nhan sau nhé. Đây là cái phần của cái đằng sau, nó gồm có cái ốc trục này và cái đĩa phanh đằng sau này. Xong đóng cửa xuống cho chú nhé. Tiếp theo nữa bên này nhé, đây là ốc trục bên tay trái này và nhông xích đĩa còn mới như mới cứng luôn. Lốp cũng thế này, ta lông lốp còn nguyên zin, đảm bảo cực kỳ mới luôn. Đấy, đây thụt đây. Đây, những cái để chân đằng sau thì gần như đang không sử dụng, rất là mới này, tuyệt vời luôn nhé các bạn nhé, mới tuyệt đối luôn, gần như mới cứng. Bên này cũng vậy này. Đấy, các bạn nhìn cái xe nhá, bạn nhìn thấy nó mới này, ống bô này. Đấy, cái này nó cái tất cả những cái yên này, thì cái yên này thì chủ xe đôn cái yên lên, bọc thêm một lớp mút ở phía trong và bọc thêm cái da phía ngoài, còn lại cái yên zin ở trong nó vẫn nguyên zin ở phía trong nhá. Thì chủ xe nó muốn nó cao cái dáng lên để ngồi nó thẳng cái lưng hơn. Đấy, để đấy cho chú. Rồi, đây phần để chân trước đây ạ. Phần để chân trước cùng với cả cái phanh, tần phanh còn rất là đẹp và mới. Tiếp theo nữa đây, cái càng xe đằng sau nhá. Đây là cục máy phần bên tay phải. Các bạn nhìn chi tiết cục máy nó mới đến mức độ như thế nào ạ? Coi như là mới nguyên zin luôn ạ. Đây, nó rất là đẹp luôn. Mọi chi tiết đều còn rất là mới và đẹp, không có một vết xước nào cả. Đảm bảo với các bạn là không bao giờ có một vết xước nào luôn. Cổ phốt này, các bạn nhìn chú ý cái cổ phốt nhé. Mình bao giờ cũng quay trực tiếp với cổ phốt, bởi cái này nó là cái chi tiết rất là quan trọng. Nếu chiếc xe đã đâm đổ va quệt rồi thì nó hiện lên ngay ở trên cái cổ phốt luôn, là nó vẹo vọ rồi, nó sẽ đục khoét rồi đủ các thứ. Đây thì cái xe này thì các bạn đấy nhìn thấy cái ốc đầu trục của cái thụt trước nó còn nguyên zin này, và tất cả những cái ốc của vai xe nó còn đẹp. Đây, đây là cái ốc này là cái ốc của cổ phốt này, ốc cổ phốt. Tiếp theo nữa này, phía dưới phần phanh trước và bánh trước nhá, các bạn nhìn cụ thể chưa ạ? Nó là rất là đẹp. Hiện tại thì bên mình đang gần như là tổng đại lý Rebel của miền Bắc thì phải, nó còn rất là nhiều, sắp tới thì còn về thêm khoảng 4-5 cái nữa cơ ạ. Đây, tiếp theo nữa đây, bên này đây, các bạn nhìn thấy ốc trục này,
chưa bao giờ mở nhé, không có vết mở, vẫn còn vết đánh dấu của nhà sản xuất này. Lốp thì đảm bảo nguyên ta lông mới, mình không có đánh thêm dầu mỡ gì cả, các nơi họ đánh nhưng mình không đánh cái đó, mình vẫn để nguyên chỉ rửa đấy thôi. Phần bên này nhá, quay cổ phốt cho các bạn xem này. Đấy, ốc cổ phốt này như là cái ốc của đầu ti phuộc này. Đây, phần bên này nó của cái buồng máy, nó là phần bên trái của buồng máy đây. Tất cả rất là đẹp, nó mới một cách kỳ lạ luôn ạ. Bởi vì chủ xe thì người ta cũng cao tuổi, ngoài 50 tuổi nên sử dụng cũng ít thôi ạ. Đấy. À, đi từ tháng 11 năm 2019 mà đến đây bây giờ tính ra là tháng 7 năm 2021 rồi, cũng gần 2 năm rồi mà đi có 6.500 km thì các bạn biết là họ cũng ít sử dụng. Thực ra là có những người, người ta mua về người ta chỉ là cái sở thích ban đầu, sau đó thì cái sử dụng hàng ngày thì có thể là người ta không sử dụng nữa, người ta có những cái xe khác người ta đi, đây chỉ là cái sở thích mua về chơi thôi. Đấy. Đây nhá, bánh đây. Đấy, cái cục ABS phía dưới này. Rồi, tay bên bắt đầu lên đến phần tay phanh, tay côn này. Bên này là cái tay côn nhá. Ốc nhái này. Bên phần tay phanh cũng như là cái start stop on off này. Đây là bình xăng thì dán chống xước. Có dán chống xước ở đây. Đây các bạn nhìn này, cái vết dán chống xước của hai bên. Cái bình xăng nó rất là đẹp, nó không bị xước sát gì cả, nó cũng là cái rất tốt. Đó, nhìn nó rõ kỹ ạ. Thế thì những cái chi tiết kỹ thuật của xe Rebel 300 thì như các bạn đã biết đấy, mình đã up lên những cái video trước rồi. Nó cũng chỉ đơn thuần thôi, nó có những cái rất cơ bản là phun xăng điện tử này, ABS 2 kênh này, và số xăng pháo tiêu thụ trong 100 km đường tổng hợp nó rơi vào khoảng độ 2.7 lít cho đến 3 lít là nhiều nhất ạ. Đấy là nhiều nhất nhá, không thể nhiều hơn được đâu ạ. Nó là một chiếc xe line giữa Classic với Bobber. Và cái dáng của cái xe này nó để các bạn độ để lên những cái dáng xe kiểu khác nó rất là dễ. Nó là một cái option mở, cái option mà các bạn có thể thêm bớt một cách tùy thích, mà cái xe nó biến tấu đi nó rất là nhiều cái hình thức bên ngoài nó khác nhau. Đấy, còn cục máy thì 300cc nó rất là bền bỉ. Cái cục máy này thì nó rất là bền và chạy nó cũng mượt mà, chạy đường trường thì nó vừa đủ sức lực để cho các bạn chạy những cung đường xa. Với cái tốc độ 7-8-90, cái giải tốc độ 7-8-90-100 nó rất là thoải mái, đi nó nhẹ nhàng. Bình thường thì sẽ có những người ta lắp thêm những cái giá để hàng phía sau, giá để treo những thùng phía sau cũng như là cái tựa lưng. Thì bên mình thì thỉnh thoảng cũng vẫn còn những cái bộ kit đó, thì có những anh em là người ta mua thì người ta lên kit ngay tại cửa hàng luôn của mình luôn. Đấy, thì đấy là những cái option mở. Còn lại thì tay lái họ cũng có thể nâng hạ rồi các kiểu, thay tay lái Bobber, thay tay lái Classic, đấy là do tùy sở thích từng người. Đấy, còn chiếc xe này thì thực ra nó là một chiếc xe rất là lành, và nó là một chiếc xe để cho tất cả các anh em mới chơi xe phân khối lớn nó không bị bỡ ngỡ khi mà ngồi lên chiếc xe này. Tất cả đi nó đều dễ chịu và nó nhẹ, cũng như là cái tính năng vận hành nó mượt mà. Đấy, thì chiếc xe này đang được bên mình bán ra với giá bán là 82,5 triệu. Mình xin nhắc lại ạ, chiếc xe Rebel này đang được bên mình bán ra với giá là 85,5 triệu ạ. Mình xin nhắc lại, chiếc xe Honda Rebel đăng ký tháng 11 năm 2019, biển 88A100117 đang được xe máy Hoàng Anh bán ra với giá là 85,5 triệu đồng nhé các bạn nhé. Mình xin nhắc lại ạ, giá bán là 85,5 triệu đồng ạ. Vâng, thì nói. Thì mình sẽ tất cả là xe mua về là đảm bảo là sử dụng ngay, không phải sửa chữa hay là thay dầu mỡ gì cả. Sau 2.000 cây hoặc 1.500 cây thì các bạn có thể thay lại dầu là được. Đấy. Thì chính sách bán hàng bên mình thì sẽ có cả những cái trả qua thẻ tín dụng Visa hoặc Master, hoặc là thanh toán chuyển khoản hoặc tiền mặt. Các bạn ở xa thì có thể chuyển khoản thì mình sẽ ship xe đến tận nơi. Đó, thì còn lại thì đảm bảo về xe là tất cả mọi thứ đều nguyên zin, không đâm đụng va quệt, và tính chất pháp lý của xe là tuyệt đối an toàn và chuẩn chỉ, sang tên đổi chủ bất kể lúc nào chủ xe mới cần. Chi phí thì chủ xe mới sẽ là người chi trả cái chi phí đó, còn lại thì trách nhiệm bên mình sẽ là làm sang tên. Đấy, thế thì
Mình xin nhắc lại địa chỉ cửa hàng là xe máy Hoàng Anh, 999 đường Hồng Hà, phường Trương Dự Độ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Số điện thoại là 0905958889. Mời các bạn qua cửa hàng để giao lưu cùng anh em nhé. Mình xin cảm ơn và hẹn gặp lại anh em những cái video sau.